Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc điều chỉnh một số điều kiện triển khai cách ly y tế hết tại nhà đối với F1 với điều kiện bắt buộc về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện cách ly y tế hết tại nhà phải là nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 15 m2 sàn trên một người. Theo điều chỉnh này thì trước cửa nhà thực hiện cách ly F1 có hấp viện cảnh báo nền rõ chữ vàng với nội dung địa điểm cách ly y tế hết phòng chống Covid-19 có thùng chán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Phải có phòng cách ly riêng dành cho F1 bảo đảm thông thoáng khí, tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng. Nếu nhà có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng biệt để thực hiện cách ly y tế. Nếu phòng tắm, phòng vệ sinh ở ngoài phòng cách ly phải cùng một tầng. Trong phòng cách ly phải có thùng đựng chất thải, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi để đựng toàn bộ chất thải, có xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự ngâm đồ trong phòng cách ly bằng chung dịch sát khuẩn trước khi giặt. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly, không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi khu vực cách ly.